Thưa quý vị và các bạn, Tết là đoàn tụ, là sum họp, là gặp gỡ và trao gửi đến nhau những lời chúc mừng năm mới. Thế nhưng dịch COVID-19 đã làm cho nhiều người, nhiều gia đình đón Tết trong điều kiện và không khí rất khác. Đó là Tết của những gia đình, những bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà khi phải thực hiện các biện pháp cách ly điều trị. Nhưng không vì thế mà Tết mất đi ý nghĩa, niềm phấn khởi và sự hy vọng bởi bên cạnh họ luôn có sự đồng hành của gia đình, người thân và nhất là các nhân viên y tế của hệ thống y tế cơ sở. Năm nay, anh em Hiệp ăn Tết cùng bà nội vì mẹ em mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Năm đầu tiên xa bố mẹ dịp Tết, các em cùng bà bày biện ban thờ, dọn dẹp nhà cửa dưới sự hướng dẫn từ xa của bố mẹ. Mọi lời chúc mừng dặn dò đều được gửi qua những cuộc gọi video hàng ngày. Còn tại nhà, nơi mẹ em đang điều trị, cánh cửa luôn khóa trái. Mọi nghi thức chào đón năm mới được thực hiện gọn nhẹ trong không gian phòng khách. Thoáng buồn vì một cái Tết thật khác, nhưng các thành viên trong gia đình Kiệp vẫn luôn giữ sự lạc quan, tinh thần phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bình an. Năm nay là cái Tết rất khác với bọn cháu, vì cũng không được đi chúc Tết, tuy không được ăn Tết cùng bố mẹ, nhưng bọn cháu vẫn gọi điện qua Zalo để hỏi thăm và chúc Tết, mong cho bố mẹ ở nhà đón Tết vui vẻ. Năm nay là một cái năm ăn Tết rất đặc biệt của gia đình nhà có F0. Tuy nhiên vẫn theo phong tục tập quán của các cụ, vẫn có đào, có quất và đầy đủ các cái thủ tục ngày 30, mùng 1 thắp hương các cụ. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 4.000 F0 đang điều trị tại nhà. Đón Tết trong điều kiện phải thực hiện cách ly, không tiếp xúc với người thân, gia đình, khiến cho người bệnh không tránh khỏi sự lo lắng, buồn và hụt hẫng trong ngày đầu năm. Vì vậy, bên cạnh việc tư vấn điều trị, hướng dẫn uống thuốc theo quy định, các y bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở còn luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên tinh thần của bệnh nhân và người nhà trong những ngày này. Em chị ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, đầu năm mới thì em xin chúc chị sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt chị nhé. Chị cảm thấy trong người thế nào? Trong người thì hiện tượng này nó cũng không có gì, cũng thấy khỏe, bình thường. Nhưng mà chỉ có đờm một chút thôi. Ăn Tết thì cũng buồn hơn. Cách ly riêng một mình một phòng, không được gặp người thân, gia đình thì cũng buồn. Dịp Tết Nguyên đán này thì những trường hợp F0 điều trị tại nhà thì có, họ cũng có một chút về lo lắng và cũng gọi là hơi tủi thân, bởi vì là cũng không được đi đây đó. Nắm bắt được tâm lý đấy thì chúng tôi hàng ngày vẫn gọi điện hỏi thăm, uống thuốc đều, ăn uống nâng cao sức khỏe, động viên họ để cho họ có một tinh thần thoải mái nhất. Tết năm nay, tuy không được sum vầy cùng nhau vì dịch bệnh, thế nhưng tinh thần Tết, hương vị Tết vẫn luôn hiện hữu trong mỗi gia đình. Và hơn cả, đó là sự chia sẻ động viên giữa các thành viên và cộng đồng xã hội, trở thành nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà an tâm đón Tết yên vui và đủ đầy.